Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất, ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng các bạn bàn luận, đưa ra lập trường về sự việc đã làm xôn xao dư luận nhiều ngày liên tiếp trong cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là những anh hùng bàn phím trên các trang mạng xã hội xung quanh thông tin Trung Quốc đặt căn cứ tên lửa sát biên giới Việt Nam. Thông tin này có xác thực không? Nếu có thì điều này có ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Có đáng ngại hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào phân tích nhé. Vào ngày 3 tháng 9 năm 2023, tài khoản Twitter của Sao Trai NC News, một tổ chức chính phủ nghiên cứu các vấn đề Biển Đông, đã đăng hình ảnh vệ tinh cho thấy có vẻ như một căn cứ tên lửa đất đối không đang được hoàn thiện ở huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km. Căn cứ này cách công trình được cho là một sân bay trực thăng quân sự, đang được xây dựng khoảng 40 km. Trong ảnh, với vị trí đặt radar trên cao có ít nhất là 6 bệ phóng xuất hiện sát một đường băng quân sự. Dữ liệu này cho thấy, căn cứ này được xây dựng vào đầu tháng 6 năm 2022. Một công trình khác bị nghi là sân bay trực thăng cũng đang được xây dựng cách biên giới khoảng 60 km. Các hoạt động này diễn ra một tuần sau khi Trung Quốc thông báo rằng các máy bay ném bom của họ đang thực hiện một cuộc tấn công giả vào hạm đội tàu khu trục USS Theodore Roosevelt. Sau đó, phía Trung Quốc cũng chưa có phản hồi gì về thông tin nói trên. Thông tin vừa rồi sau khi được công bố trên tài khoản Sao Cha trên Twitter đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Với bối cảnh Trung Quốc vừa khai mạc cuộc diễn tập ngay ở vịnh Bắc Bộ phía đông Việt Nam, trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam đang tổ chức Đại hội 13 để sắp xếp lại cơ cấu lãnh đạo. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ về thông tin Trung Quốc đang hoàn tất căn cứ tên lửa đất đối không tại Quảng Tây, chỉ cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, chúng tôi sẽ xác minh thông tin như phóng viên hỏi. Nhiều người Việt Nam bày tỏ bất bình trên mạng xã hội về câu trả lời của bà Hằng. Một nhà báo viết trên Facebook cá nhân rằng, có một trận địa tên lửa phòng không, cả một sân bay xây bao nhiêu ngày mới xong chứ có phải cái túp lều từ đâu với xuất hiện mà không thấy, mà còn phải đi xác minh. Với cách nhìn của một nhà nghiên cứu Biển Đông, Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng, câu trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam là hợp lý trong tư cách ngoại giao. Ông giải thích thêm, theo tôi, thông tin này chỉ được đưa ra từ một nguồn là trang Twitter của Sao Trai NC News. Đây chỉ là một tổ chức phi chính phủ. Một số báo chí có gửi email cho nơi này để hỏi về thông tin tọa độ trận địa này nhưng Sao Trai NC News chưa trả lời. Bởi vậy, tôi nghĩ chính phủ Việt Nam cũng cần phải xác minh rõ ràng xem có dự án quân sự này không và nó như thế nào. Hiện nay chưa có thông tin từ các hãng thông tấn lớn. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, tác giả của nhiều nghiên cứu về chủ quyền biển đảo Việt Nam nhận định, khi nghe bà Lê Thị Thu Hằng trả lời báo chí như vậy, thì tôi nảy ra một câu hỏi rằng, Việt Nam đã phóng vệ tinh VinaSat 1, VinaSat 2, và lúc bấy giờ nguyên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố rằng, kể từ đây Việt Nam làm chủ không gian, thì những hình ảnh tin tức để phòng thủ đối với đất nước mà vệ tinh của Việt Nam thu được như thế nào, vai trò của vệ tinh Việt Nam ra sao? Nhìn lại trước đây, bản đồ những căn cứ quân sự của Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa cũng như Hoàng Sa được chụp bằng vệ tinh, đều từ những trang tin nước ngoài. Phải chăng Việt Nam không đủ phương tiện, hay là vì quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Trung hiện nay mà Việt Nam lờ đi những thông tin này? Trung tá quân đội Đinh Đức Long đánh giá về thông tin này, cũng như câu trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Về mặt ngoại giao thì người ta nói thế là khôn ngoan, dạy gì mà khẳng định, họ phải nói sao cho họ còn đường rút nữa chứ. Còn về mặt kỹ thuật, không chắc đây là trận địa thật hay trận địa giả. Về nguyên tắc, mình muốn khẳng định thì mình phải có bằng chứng khác nữa. Ngoài cái mình nghe, đấy chỉ là bằng chứng gián tiếp thôi, chứ nói kỹ thuật có thể là Photoshop rất giỏi nữa. Còn nếu cho là thật thì đây chủ yếu là dọa, là nắn gân nhau thôi. Bởi với kỹ thuật tên lửa hiện nay thì họ bắn tới bất cứ đâu trên thế giới, 20 km chẳng nói lên được cái gì. Dọa dẫm, nắn gân nước khác là cách Trung Quốc thường làm mỗi khi Hoa Kỳ của Tổng thống mới. Đây là điều giáo sư thuộc Học viện Quốc phòng Úc từng nhiều lần nói với IFA cuối năm 2023. Ông đưa ra dự đoán rằng, năm 2024 Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động như thường lệ để khẳng định chủ quyền của mình và một số các quốc gia ven biển vẫn giữ thái độ im lặng. Một điểm đáng chú ý là liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bày ra hành động khiêu khích nào để thử chính quyền của ông Joe Biden trước khi ông Joe Biden chính thức nhậm chức tới hay không? Với dự án trận địa tên lửa phòng không của Trung Quốc sắp hoàn thành ở huyện Ninh Minh của tỉnh Quảng Tây nước này, Sao Trai NC News cho rằng mô hình ở gần biên giới Việt Nam nhỏ hơn nhiều so với mô hình mà Trung Quốc triển khai dọc biên giới với Ấn Độ và cao nguyên Tây Tạng trước đây. Ông Đinh Kim Phúc cho rằng căn cứ này chỉ mang tính chiến thuật nhằm mục đích đe dọa Việt Nam. Ông phân tích, hiện nay với lực lượng tên lửa chiến lược và chiến thuật của Trung Quốc cũng đứng hạng nhất nhì trên thế giới,
thì họ đặt sâu trong lục địa nước họ, đó là khu vực tỉnh Sơn Đông, cũng như khu vực sa mạc giáp vùng Tân Cương. Không ai đặt một căn cứ tên lửa chiến lược cạnh một quốc gia cựu thù, cho dù hiện nay gọi là đồng chí. Do đó, tôi đánh giá căn cứ tên lửa ở huyện Ninh Minh, thuộc tỉnh Quảng Tây chỉ là căn cứ chiến thuật. Trung Quốc lập căn cứ tên lửa này nhằm mục đích răn đe Việt Nam, răn đe thái độ của Việt Nam trong thời gian gần đây, nhất là trên vấn đề Biển Đông. Việt Nam ngày càng cứng rắn hơn trong quan điểm của mình đối với chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các điểm nóng trên Biển Đông. Việt Nam đang đa dạng hóa, đa phương hóa với tất cả các nước để đảm bảo an ninh khu vực ở Biển Đông, ở Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương. Những năm gần đây, Hoa Kỳ có những động thái mạnh tay với Trung Quốc ở Biển Đông để cảnh cáo Trung Quốc trong việc bắt nạt các nước nhỏ trong khu vực. Tháng trước, tàu khu trục Mỹ USS Jones Mekken vào gần Trường Sa để thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ nêu rõ, các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và sâu rộng ở Biển Đông gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do trên biển, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, thương mại tự do và thương mại không bị cản trở, và cơ hội tự do kinh tế cho các quốc gia ven biển Đông. Khu trục hạm USS Jones Mekken tiếp tục đi vào vùng biển quần đảo Hoàng Sa để khẳng định quyền tự do hàng hải, phù hợp với luật pháp quốc tế. Đây là chuyến thực hiện quyền tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ đầu tiên ở Biển Đông dưới thời tân Tổng thống Joe Biden. Mới đây nhất, trong cuộc điện đàm giữa tân Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony và người tương nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh, hai vị bộ trưởng cũng thảo luận về cam kết chung đối với hòa bình, thịnh vượng cho vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như bảo vệ và duy trì một khu vực Biển Đông dựa trên căn cứ pháp luật. Một thông tin khác cũng được đưa ra theo lời các nhà phân tích an ninh như sau. Quân đội Trung Quốc gần đây tăng cường mở rộng căn cứ hải quân trên Biển Đông để giúp cho hạm đội của họ có nhiều ảnh hưởng hơn trên tuyến thủy lộ chiến lược đầy tranh chấp. Cơ sở dữ liệu quân sự cho biết, ít nhất trong 2 năm qua, Hải quân Trung Quốc đã mở rộng căn cứ hải quân Du Lâm trên đảo Hải Nam, từ một cơ sở tàu ngầm thông thường, biến căn cứ này trở thành nơi có thể chứa đến 16 tàu ngầm. Ngoài ra, các tàu sân bay và thiết bị viễn thám cũng được dự kiến sẽ đóng tại căn cứ Du Lâm hoặc gần đó. Các nhà phân tích tin rằng, việc mở rộng căn cứ hải quân sẽ giúp cho Trung Quốc dễ dàng tiếp cận biển Đông Hưng, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận và theo dõi hoạt động của các nước khác. Chuyên gia Gregory Pauling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nhận định rằng, do vị trí địa lý cách xa khu vực Biển Đông, Trung Quốc không dễ dàng đóng tàu thường trực trên các tàu nhỏ. Vì vậy, căn cứ hải quân được Bắc Kinh mở rộng sẽ trở thành trung tâm để từ đó kiểm soát tất cả những hoạt động triển khai và bố trí quân sự ở Hoàng Sa và Trường Sa. Với những luận bàn xung quanh vấn đề này, một câu hỏi chung được nhiều người đặt ra, liệu có phải sắp xung đột? Alexander Wu, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii được trích lời, đây là một tín hiệu cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh dọc theo biên giới nước mình. Có thể không phải hôm nay, không phải ngày mai, nhưng trong dài hạn, năm ngoái, Trung Quốc đã có các cuộc giao tranh biên giới giữa Ấn Độ. Sau khi gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực này, Trung Quốc cũng nổi giận khi Hải quân Mỹ nhiều lần cho tàu chiến vào các vùng biển gần bờ biển Trung Quốc. Tháng 10 năm ngoái, Tập Cận Bình đã nói với binh lính, hãy nghĩ tới việc sẵn sàng cho chiến tranh. Ông Colin Kong, nhà nghiên cứu an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore cho biết, Việt Nam đang đề xuất các dự án thăm dò khí đốt tự nhiên mới ở Biển Đông. Vì vậy, căn cứ tên lửa gần đó có thể là một cảnh báo từ Trung Quốc. Có khả năng Trung Quốc muốn ngăn chặn các quốc gia có quyền lợi trên Biển Đông khỏi việc thực hiện các dự án khai thác ngoài khơi, thế nhưng việc xảy ra xung đột là rất khó, bởi lẽ vào thời điểm hiện tại, dù không hữu hảo gì, nhưng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam ta đang tương đối tốt, quan hệ thương mại không ngừng phát triển, hai nước láng giềng có cùng hệ thống chính trị đường lối xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc sẽ luôn cần giữ mối quan hệ hòa bình với Việt Nam, giống như giữ một đồng minh bên cạnh mình. Trung Quốc hiện tại đã là một cường quốc, họ đang muốn chiếm lĩnh ngôi vị đầu tàu thế giới, vì thế họ có nhiều việc phải làm hơn là gây hấn, tạo áp lực với Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam là một quân đội tuy nhỏ, nhưng vô cùng thiện chiến. Việt Nam có kinh nghiệm chiến đấu và có những bí mật quân sự tuyệt vời. Đụng vào Việt Nam là đụng vào con dao sắc, chẳng phải Trung Quốc, mà bất cứ cuộc xâm lược nào cũng phải e dè. Phân tích kỹ hơn trong việc đặt căn cứ tên lửa sát biên giới Việt Nam chỉ cách khoảng 20 km đi, 20 km nằm trong tầm pháo kích của pháo binh Việt Nam. Ta có đủ và thậm chí thừa khả năng để tặng nước bạn cơn mưa đạn pháo ồ ạt trong vài phút. Nếu đặt sát biên giới, ta có pháo đi 74-122 ly, D20-152 ly. Nếu xa hơn từ 5 đến 10 km thì ta đã có M46-130 ly, M47-152 ly. Còn nếu xa hơn khoảng 15 km chẳng hạn, chỉ cần một tiểu đoàn BM-21 Grad thôi, 10 phút là tất cả sẽ sụp đổ hết. Hơn nữa, pháo phản lực BM-21 Grad của ta đã được trang bị đạn pháo tầm 40 km. Với dạng căn cứ tên lửa, nó thuộc đúng dạng mục tiêu tiêu diệt. Mục tiêu này còn lại to đùng, không thể nào tiêu diệt không chính xác được, phải không a?
Với những phân tích ở trên, có thể thấy không có gì quá đáng lo phải không nào? Hy vọng rằng trước bất kỳ thông tin nào, các bạn hãy cứ bình tĩnh, suy xét kỹ tình hình, tránh bị sa vào luận điệu vô căn cứ, tiếp tay cho kẻ xấu chống phá đất nước. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Một cơn lốc xoáy đã bùng phát ở Khai Nguyên, Liêu Ninh, khiến 10 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Lốc xoáy đi qua khu vực và một số phương tiện bị lật. Một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở Khai Nguyên, Liêu Ninh và một tòa nhà máy bị sập. Tốc độ gió cực mạnh lên tới 23 m/s. Nhiều ban ngành địa phương đã nỗ lực cứu hộ. Các chuyên gia cho rằng khó có thể dự đoán cơn lốc xoáy thường xuyên và cố định. Vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 5 tháng 9, một cơn lốc xoáy đã bùng phát ở Khai Nguyên, Liêu Ninh và cơ quan cấp cứu địa phương đã tiến hành ứng phó khẩn cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, trận lốc xoáy đã khiến 10 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Các chuyên gia khí tượng cho biết, lốc xoáy xảy ra trong thời gian ngắn, quy mô không gian nhỏ, tốc độ di chuyển nhanh, sự phát sinh phát triển của chúng mang tính ngẫu nhiên cao nên rất khó dự báo về thời gian và điểm cố định của chúng. Vào khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 9, Văn phòng Chính quyền thành phố Liêu Ninh Thiết Lĩnh cho biết, vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 5 tháng 9, một cơn lốc xoáy đã bùng phát ở khu Khai Nguyên Thiết Tây và thị trấn Kim Câu Tử và một số nhà máy đã bị phá hủy. Một phản ứng khẩn cấp đã được đưa ra. Đêm ngày 5 tháng 9, mạng thông tin khẩn cấp Trung Quốc đưa tin lốc xoáy đã khiến 10 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Trận lốc xoáy khiến nhiều phương tiện lật nhào, nhiều nhà xưởng và nhà dân bị thổi bay. Chiều ngày 5 tháng 9, nhiều người đã ghi lại cảnh tượng lốc xoáy tại nhiều địa điểm khác nhau ở thành phố Khai Nguyên, Thiết Lĩnh, Liêu Ninh. Đoạn video cho thấy một cơn lốc xoáy xuất hiện trên một ngôi làng với phần lưới màu đen và phần trên màu trắng nhạt, đồng thời có thể nghe thấy tiếng gió lớn trong video. Trong video, nhiếp ảnh gia cho biết, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này, nó quá lớn. Có người đã chụp được một cơn lốc màu xám từ một chiếc ô tô đang lao về phía nó và nhiếp ảnh gia đã kêu lên, nhanh lên, nó quá đáng sợ. Trong khu đô thị, một cơn lốc đen khổng lồ bao phủ gần hết bầu trời. Luồng không khí xoáy ở đây xuyên qua đường phố, đi ngang qua một tòa nhà dân cư. Cơn gió lớn gầm thét, cây cối đung đưa qua lại cùng với những mảnh vụn bay vào không khí. Ông Quang, một thương gia ở thành phố Thiết Tây, thành phố Khai Nguyên, nói với Bắc Kinh News rằng cơn lốc xoáy xuất hiện trên không trung, cách cửa hàng của ông khoảng 1.000 mét, kéo theo một số lượng lớn túi nhựa. Sau đó, cơn lốc xoáy di chuyển về phía con phố nơi ông nằm, cuốn bàn ghế trước cửa hàng của ông, làm vỡ kính của một cộng đồng khác và cánh tay của ông bị mảnh vỡ trong gió cào xước. Ông Quang nói rằng có những phương tiện khác gần đó đã bị thổi bay. Tại làng Tấn Anh, thị trấn Kim Từ Câu, thành phố Khai Nguyên, mái nhà của một người dân trong làng đã bị thổi bay. Ông Đặng, một người dân trong thôn cho biết, mái ngói nhà hàng xóm bị tốc gần hết. Ông không thể ở lại qua đêm nên chỉ có thể sang nhà người khác nghỉ ngơi. Đoạn video anh cung cấp cho thấy hai bên đường nông thôn, tường gạch của các công trình dân sinh bị sập, ngói bị tốc mái bị thổi bay. Để lộ một mảng lớn mái tôn, hai chiếc xe công nông văng ngang. Vào khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 9, Ban Quản lý Khẩn cấp của thành phố Khai Nguyên cho biết các nhà máy trong khu vực xảy ra thảm họa đã bị sập và một số người dân nói rằng có người bị mắc kẹt trong các tòa nhà của nhà máy bị sập. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm. Theo tin tức của CCTV, cơn lốc xoáy hình thành từ thị trấn Kim Tử Câu đi qua phố Hình Khai, khu phát triển kinh tế Khai Nguyên và tiếp tục đi về phía nam trong 15 phút trước khi suy yếu thành áp thấp. Cơn lốc xoáy đã gây ra thương vong, nhà cửa bị hư hại. Điện và thông tin liên lạc bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Tham gia cứu nạn cứu hộ người bị mắc kẹt là hơn 210 người. Tối qua, mạng thông tin khẩn cấp Trung Quốc đưa tin trận lốc xoáy đã khiến 10 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Tình hình cụ thể đang được thống kê.
theo tin tức chính thức trên Weibo của đội cứu hộ Blue Sky sau khi một cơn lốc xoáy mạnh xảy ra ở khu vực Khai Nguyên, Blue Sky Rescue đã khẩn trương phản ứng. Hiện tại, đội cứu hộ Thiết Lĩnh Blue Sky có 7 phương tiện và 18 người đã đến hiện trường và đội cứu hộ Bầu Trời Xanh gần đó đang chuẩn bị làm nhiệm vụ. Nền tảng cứu hộ phía sau Trung tâm Điều phối Khẩn cấp Cứu hộ Lan Tiền đã được kích hoạt theo China Weather Network vào khoảng 17 giờ 50 phút hôm thứ Ba. Một cơn lốc xoáy đã xuất hiện tại thành phố Khai Nguyên, tỉnh Thiết Lĩnh. Tốc độ gió tối đa xuất hiện tại Đài quan sát khí tượng quốc gia Khai Nguyên. Tốc độ gió tối đa trung bình trong 10 phút là cấp 5, tương đương 10,5 m trên giây vào lúc 17 giờ 55 phút, sức gió tối đa cấp 9 khoảng 23 m trên giây vào lúc 17 giờ 46 phút. Vào lúc 5 giờ ngày thứ Ba, Đài quan sát khí tượng tỉnh Liêu Ninh dự báo khu vực Thiết Lĩnh nhiều mây và chuyển sang mưa rào hoặc dông rải rác trong ngày thứ Ba, với thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như mưa lớn ngắn hạn, mưa đá, mưa dông và gió giật mạnh. Vào lúc 16 giờ 42 phút và 17 giờ 25 phút ngày thứ Ba, Trung tâm Cảnh báo sớm tỉnh Liêu Ninh và Đài quan sát khí tượng Thiết Lĩnh liên tiếp phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng và tín hiệu cảnh báo mưa đá màu cam ở Khai Nguyên trong những giờ tới, có thời tiết đối lưu mạnh như gió mạnh ngắn hạn và lượng mưa lớn. Theo thông tin được công khai, lốc xoáy xảy ra từ tháng 5 đến tháng 9 và là sản phẩm của thời tiết đối lưu mạnh. Lốc xoáy xảy ra trong một khu vực nhỏ xuất hiện và biến mất nhanh chóng, đôi khi kèm theo sấm sét, mưa lớn và mưa đá. Thời gian của lốc xoáy rất ngắn, thường chỉ từ vài phút đến vài chục phút. Tốc độ di chuyển khoảng hàng chục km mỗi giờ, lực phá hoại rất lớn. Từ Quý Thanh, Giám đốc Bệnh viện Bà Mẹ và Trẻ Em Khai Nguyên cho biết một số lượng lớn gạch và vật nặng đã bị lốc xoáy ném lên không trung vào thời điểm xảy ra vụ việc và nhiều cửa sổ trong bệnh viện đã bị đập vỡ. 15 phút sau thảm họa, khoảng 60 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị do bị vật nặng đè lên. Trong số 6 bệnh nhân bị thương nặng nhập viện, có 3 người nhập viện và 3 người được chuyển tuyến khác. Trong số 3 bệnh nhân bị thương nặng nhập viện, có 2 người lớn bị chấn thương sọ não nặng. Một trẻ vị thành niên bị mảnh kính chém vào người, không có ai bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng. Từ Quý Thanh cho biết, do lốc xoáy làm gãy cột điện gần bệnh viện nên bệnh viện hiện đang trong tình trạng mất điện, phải dựa vào máy phát điện chạy bằng dầu để duy trì ánh sáng và công tác cứu hộ. Văn phòng cấp cứu địa phương và các bộ phận khác đã khẩn trương vận chuyển dầu diesel đến bệnh viện để đảm bảo hoạt động bình thường của bệnh viện. Từ Quý Thanh giới thiệu rằng Bệnh viện Sức khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em thành phố Khai Nguyên nằm ở khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, giao thông xung quanh bị tắc nghẽn, nhiều khu dân cư gần bệnh viện đã bị phong tỏa, một số nhân viên đã chạy đến bệnh viện để tham gia điều trị. Khu công nghiệp phía Tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa. Một người dân địa phương nói với phóng viên tờ tin tức Bắc Kinh rằng ông nhìn thấy cơn lốc xoáy thổi bay lá cây, cuốn các tấm cách nhiệt của tòa nhà và những thứ khác trên bầu trời. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều trẻ em đã đi học về nhưng do kính bị hư hỏng nặng, nhiều người dân bị đâm vào tay, chân phải nhập viện điều trị. Nói chung, Cục Khí tượng có thể dự đoán khả năng xảy ra lốc xoáy ở một khu vực nhất định dựa trên diễn biến của tình hình thời tiết. Tuy nhiên, do quy mô nhỏ và lịch sử tồn tại ngắn của lốc xoáy, những cơn lốc xoáy nhỏ nhất chỉ dài vài km và một cơn lốc xoáy chỉ tồn tại trong hơn 10 phút. Với các điều kiện kỹ thuật hiện tại, không thể dự đoán trước vị trí cụ thể và thời điểm hình thành lốc xoáy. Ở Trung Quốc, do số lượng lốc xoáy ít nên cơ quan khí tượng Trung Quốc không có cảnh báo sớm riêng cho lốc xoáy mà xếp vào loại cảnh báo thời tiết đối lưu dữ dội. Thưa quý vị, khi các tỉnh miền Trung và miền Đông Trung Quốc chìm sâu trong thời tiết nóng bức và nhiệt độ cao, thì vùng Đông Bắc và Bắc Trung Quốc hứng chịu mưa lớn. Vừa qua, Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây và các tỉnh, thành phố phía Bắc khác bị sét đánh và mưa lớn ngắn ngày. Lượng mưa ở một số khu vực rất đáng kinh ngạc. Thông tấn xã Trung Quốc cho biết, sân bay thủ đô Bắc Kinh đã hủy ít nhất 180 chuyến bay vào ngày 5 tháng 9. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục, 32 con sông ở tỉnh Hắc Long Giang đã vượt mức nước cảnh báo. Hiện tại, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng đang diễn ra ở sông Nộ Giang, một phần sông Tùng Hoa và sông Hắc Long Giang. Do lũ lụt, 2,3633 triệu người bị ảnh hưởng ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Hà, Mẫu Đơn Giang và những nơi khác, 304 con đường bị ngập, 1.885 công trình thủy lợi bị hư hại và 355 con đê dài, tổng cộng 129,83 km. Thiên tai lũ lụt gây ra tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,964 tỷ nhân dân tệ.
Cục Khí tượng dự báo, từ trong hơn một tuần qua, ở khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, tình hình điều tiết lũ, chống lũ trên các lưu vực sông diễn ra gay gắt. Tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày. Tính đến 8 giờ sáng ngày 6 tháng 9, đã có 24 người thiệt mạng và hơn 620.000 người bị ảnh hưởng tại 7 thành phố bao gồm Tây An và Diên An, thiệt hại hơn 1,6 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo cho biết, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Dân chính đã khẩn trương triển khai kế hoạch khẩn cấp cứu trợ thiên tai quốc gia 4 cấp, cử một nhóm công tác đến tỉnh Thiểm Tây để hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai và phân bổ 10.000 cứu trợ thiên tai. Theo số liệu thống kê mới nhất được công bố vào tối thứ Bảy tại Đô Giang Yển, Tứ Xuyên, vụ tai nạn sạt lở đất tại địa phương vào ngày thứ Năm đã xác nhận có 43 người chết và 118 người mất tích. Lũ lụt ở Hà Bắc và Đông Bắc Trung Quốc đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng và đã có những cuộc biểu tình phản đối của các nạn nhân ở nhiều nơi. Theo Tân Hoa Xã chính thức được Thông tấn xã Trung ương trích dẫn, ngày 6 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 5 tháng 9 để nghiên cứu và triển khai công tác kiểm soát lũ lụt, cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai và tái thiết sau thiên tai. Tin cho biết, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp và có bài phát biểu quan trọng. Theo cuộc họp, 7 giảm 8 tăng là giai đoạn then chốt của công tác chống lũ dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường tổ chức lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ và cùng nhau làm việc, đội cứu hỏa toàn quốc xông lên, quân giải phóng nhân dân và cảnh sát vũ trang xông vào giải cứu. Các doanh nghiệp trung ương và các lực lượng xã hội dũng cảm gánh vác trách nhiệm nặng nề và quần chúng nhân dân làm việc cùng nhau xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc, phòng chống lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai. Mưa xối xả liên tục tại nhiều nơi ở Trung Quốc đã gây lũ lụt, sạt lở đất, nhà sập. Gần 300 người đã thiệt mạng hoặc mất tích cho đến nay. Đã có báo cáo về thảm họa và tử vong ở Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Quảng Đông, nhưng Tứ Xuyên bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo trang web của Bộ Nội vụ Trung Quốc, kể từ ngày thứ Hai tuần trước, ở phía Tây lưu vực Tứ Xuyên đã xuất hiện những cơn mưa xối xả hiếm gặp. Tính đến 9 giờ sáng ngày thứ Ba vừa qua, 3,444 triệu người đã chịu ảnh hưởng, 68 người chết, 179 người mất tích và 28,6 nghìn người được di rời khẩn cấp và tái định cư. Theo thống kê của Cục Dân chính tỉnh Tứ Xuyên, tính đến 9 giờ ngày thứ Ba, ngoài việc gây thương vong và mất tích, 13.000 ngôi nhà bị sập và 152.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 156.500 ha, trong đó 26.800 ha thiệt hại kinh tế 20,08 tỷ RMB. Theo một số báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, tính đến 8 giờ ngày thứ Ba, 9 thành phố bao gồm Tây An và Diên An đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Dân số bị ảnh hưởng là 820.600 người và 109.100 người phải di rời khẩn cấp và 12 người chết và mất tích. Theo Cục Dân chính Thiểm Tây, tính đến 8 giờ ngày thứ Ba, 25.235 ngôi nhà nông trại đã bị sập và hư hại nghiêm trọng. 48.300 ha hoa màu bị ảnh hưởng và 10.000 ha hoa màu bị mất trắng. Thảm họa đã gây thiệt hại trực tiếp 1,843 tỷ RMB ở Thiểm Tây. Ngoài ra, dù bão số 6 không đổ bộ vào Quảng Đông và đã suy yếu thành áp thấp, nhưng hoàn lưu bên ngoài đã quét qua Quảng Đông và kéo theo mưa lớn. Thành phố Quảng Châu trở thành thành phố biển dưới cơn mưa dông bất ngờ vào sáng ngày 6 tháng 9. Theo thống kê từ trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Quảng Đông, mưa lớn liên tục đã ảnh hưởng đến 456.900 người tại các thành phố như Triều Châu và Mai Châu, với 4 người chết và 2 người mất tích. Bão số 6 đổ bộ Trung Quốc, 500.000 người ở miền đông Trung Quốc đã phải sơ tán sau vụ Sun Li Tai. Ngày 6 tháng 9, Bắc Kinh đưa tin rằng bão số 6 đã suy yếu sau khi tàn phá Đài Loan và khiến 2 người thiệt mạng, nhưng nó vẫn mang theo mưa lớn khi đổ bộ vào Trung Quốc. Bão số 6 đổ bộ vào bờ biển Phúc Kiến, Trung Quốc với tốc độ 120 km/h. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, bão Suli đã suy yếu và chuyển thành bão nhiệt đới, nhưng hơn 500.000 người vẫn được chuyển đến từ các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Nhà chức trách huy động 5.500 binh sĩ để chuẩn bị đối phó với thảm họa do bão gây ra. Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết 31.000 tàu dọc theo bờ biển phía đông của Trung Quốc đã vào các cảng khác nhau để trú ẩn. Tại cảng Hạ Môn, trận mưa lớn từ thứ Bảy đến Chủ nhật đã ghi nhận lượng mưa lên tới 24 cm. Mực nước của các con sông địa phương đã vượt quá mức cảnh báo và đập cảng Ninh Ba ở tỉnh Chiết Giang bị sóng cao 10 m đánh vào.
Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, tâm bão số 6 nằm ở tỉnh Giang Tây vào lúc 8 giờ ngày thứ Hai. Hiện tại, sức gió của nó đã suy yếu hơn nữa nhưng đã gây mưa lớn cho miền đông Trung Quốc. Cục khí tượng dự báo, từ 14 giờ ngày 6 tháng 9 đến 14 giờ ngày 7 tháng 9, ở Tây Phúc Kiến, phần lớn tỉnh Giang Tây, Đông Hồ Nam, Bắc Quảng Đông và ven biển phía Nam An Huy, Đông Nam Hồ Bắc có mưa to hoặc mưa rất to, mưa dông ở một số khu vực miền Trung và miền Nam và Tây Nam An Huy. Trước đó, bão số 6 tàn phá Đài Loan khiến 2 người thiệt mạng và 104 người bị thương. Thị trấn Bạch Lan ở phía bắc Đài Loan hứng chịu lượng mưa 90cm trong 48 giờ. Tốc độ gió của cơn bão là số 6 đạt tới 220 km/h tại một thời điểm ở Đài Loan, khiến mái nhà bị tốc mái và cây cối bị bật gốc. Trước đó, bão số 5 là thảm họa bão tồi tệ nhất trong lịch sử Đài Loan, cướp đi sinh mạng của hơn 600 người, phần lớn thiệt mạng do sạt lở đất ở phía Nam. Thưa quý vị, gần đây nhiều nơi ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, gây ra thiên tai và lũ lụt nghiêm trọng. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, vào ngày thứ Bảy tuần trước, có 241 con sông ở Trung Quốc có lũ siêu cảnh báo và 24 tỉnh, khu tự trị và thành phố bị thiệt hại do lũ lụt khoảng 120 tỷ đài tệ. Theo các báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, lũ lụt ở thượng nguồn sông Gia Lăng, thượng nguồn và trung lưu sông Phúc Giang, thượng nguồn sông Đà Giang và thượng nguồn sông Dân Giang đã vượt quá kỷ lục lịch sử và lũ lụt vẫn đang chảy đến thượng nguồn sông Dương Tử. Lũ lụt đáng kể cũng xảy ra ở trung lưu của sông Hoàng Hà và sông Vệ Hà. Cơ quan quốc phòng cho biết tình hình kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử và sông Hoàng Hà năm nay rất nghiêm trọng. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử đã công bố tình hình lũ lụt vào chiều ngày Chủ nhật, chỉ ra rằng trận lũ số 2 của sông Dương Tử năm nay đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử và hồ chứa Tam Hiệp sẽ cũng mở ra đỉnh lũ lớn nhất trong năm nay. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự đoán rằng sẽ có mưa lớn ở các vùng phía Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc vào ngày Chủ nhật và thứ Hai. Ở Nam Trung Quốc, đặc biệt là phía Tây lưu vực Tứ Xuyên, sẽ có mưa bão lớn. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, vào ngày thứ Bảy, 241 con sông trên cả nước đã xảy ra lũ siêu cấp, 24 tỉnh, khu tự trị và thành phố bị lũ lụt, với hơn 10 triệu người bị ảnh hưởng. Trước đó, sông Phục Hy ở huyện Phúc Thuận, thành phố Tử Cống ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên, nước đang dâng và thị trấn Đăng Tĩnh Quan Trường chìm trong biển nước bao la. Những trận mưa xối xả trong ngày qua đã gây ra thảm họa nghiêm trọng ở Tử Cống, Nghi Tân, Lô Châu và các thành phố khác ở miền Nam Tứ Xuyên. Người dân chịu thiệt hại nặng nề. Hôm Chủ nhật, thành phố Lô Châu phải hứng chịu đỉnh lũ nghiêm trọng 50 năm mới có một lần. Lúc 18 giờ, nhóm phóng viên Thông tấn xã Trung Quốc đã đến hiện trường trận mưa lũ lớn ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Đỉnh lũ cao nhất đạt 19,62 m, cao hơn mực nước đảm bảo là 3,12 m, nước đảm bảo là 16,5 m. Nhà của một thành viên trong gia đình bị ngập lụt ở khu dân cư Đặng Kinh Quan, huyện Phủ Thuận và đồ đạc của họ đang được di chuyển. Vào ngày Chủ nhật, do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục ở Thượng Nguồn, Phủ Thuận, Đăng Tịnh Quan và những nơi khác ở Tứ Xuyên đã phải hứng chịu lũ lụt, khiến một số khu vực trũng thấp bị ngập lụt trên đường phố và một số ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Một số cơ sở kinh doanh ven sông chịu tổn thất nặng nề. Hiện tại, đỉnh lũ đã đi qua huyện Phủ Thuận thành công và lũ đang từ từ hạ xuống. Thưa quý vị, một trận động đất với cường độ 6,6 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba huyện Mận Tiên và huyện Dương Tiên, thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Các thành phố xung quanh Lan Châu, Long Nam và Thiên Thủy cảm nhận rõ ràng trận động đất. Tâm chấn của trận động đất cách Lan Châu khoảng 180 km về phía nam với độ sâu chấn tiêu 20 km. Trận động đất đã khiến 73 người chết và 416 người bị thương nặng. Theo trang web của Cục Địa chấn Cam Túc, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba huyện Mẫn và huyện Dương ở thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc vào sáng ngày 6 tháng 9. Tính đến 12 giờ 30 phút theo giờ địa phương, có tổng cộng 371 dư chấn đã xảy ra, trong đó dư chấn lớn nhất có cường độ 5,6 độ Richter. Trận động đất xảy ra trên đới đứt gãy Lâm Tân, Mẫn Tiên, khu vực xảy ra động đất nằm ở dãy núi Tây Tần Lĩnh, phía nam Cam Túc, có núi sâu, rãnh sâu, đường hẹp là khu vực dễ xảy ra các tai biến địa chất như sạt lở đất, dông chảy mảnh vụn, do có thể có mưa lớn ở một số nơi trong khu vực thảm họa ngày hôm nay. Và tâm chấn của trận động đất nằm ở vùng núi nên thời tiết có thể ảnh hưởng đến các hoạt động cứu trợ thiên tai. Tỉnh Cam Túc đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào đêm ngày 5 tháng 9, thậm chí có thể gây ra lở đất hoặc sạt lở đất.
Trận động đất Cam Túc Định Tây giết chết ít nhất 95 người và ảnh hưởng đến hơn 1.001 người. Tính đến 14 giờ theo giờ Bắc Kinh ngày thứ Ba, trận động đất Định Tây ở Cam Túc đã khiến 95 người chết, 1.001 người bị thương và 1 người mất tích. Hiện tại, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người sống sót từ những ngôi nhà bị sập. Viện Viễn Thám và Khoa học Trái đất, Viện Khoa học Trung Quốc đã đánh giá tình hình thảm họa và chỉ ra rằng trận động đất đã ảnh hưởng đến một khu vực rộng 16.000 km2 và ảnh hưởng đến dân số khoảng 900.000 người. Theo Viện Khoa học Trung Quốc, các khu vực bị động đất chủ yếu liên quan đến huyện Mân, huyện Dương, huyện Ly, huyện Đăng Sương, huyện Lâm Tân và các khu vực khác. Đồng thời, Trung tâm Chỉ huy Khẩn cấp Động đất tỉnh Cam Túc báo cáo rằng một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra tại ngã ba huyện Mân Tiên và huyện Dương Tiên thuộc thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc, khiến 95 người thiệt mạng. Sau khi cứu hộ khẩn cấp, các trạm cơ sở không hoạt động bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Định Tây, Cam Túc đã lần lượt được khẩn trương thông qua. Hiện tại, thông tin liên lạc di động trong khu vực thảm họa đã được khôi phục hoàn toàn và hơn một nửa số người dùng bị mất điện trong khu vực bị động đất ở Cam Túc đã được khôi phục. Ngoài ra, sau cả một đêm làm việc chăm chỉ, tất cả các con đường dẫn đến các ngôi làng trong khu vực bị động đất của huyện Mân Tiên đã được thông xe vào lúc 6 giờ ngày 6 tháng 9 và huyết mạch của khu vực thiên tai đã được đảm bảo. Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc cũng đưa ra phản ứng khẩn cấp động đất cấp độ 2. Theo các chuyên gia của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra tại Định Tây, tỉnh Cam Túc, nằm trên đới đứt gãy Litan Tan Trang thuộc vành đai địa chấn Bắc Nam và là hoạt động bình thường của đới đứt gãy này. Vành đai địa chấn Bắc Nam, nơi có đới đứt gãy đã bước vào thời kỳ hoạt động kể từ trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008 và trận động đất Ngọc Thụy và trận động đất Lộc Sơn sau đó đã cho thấy hoạt động của nó không hề giảm đi và vẫn đang trong thời kỳ hoạt động. Dự kiến cường độ tâm chấn của trận động đất sẽ lên tới 8 độ và trận động đất sẽ gây ra thiệt hại lớn cho khu vực địa phương. Vì vậy, mặc dù trận động đất này chỉ mạnh 6,6 độ Richter nhưng đã gây ra thương vong nghiêm trọng. Thưa quý vị, Thiểm Tây, Trung Quốc mưa xối xả đang tàn phá tỉnh này. Tình hình mới nhất là trận mưa xối xả đã khiến 9 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến 450.000 người ở Thiểm Tây. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, mưa lớn xảy ra ở nhiều nơi ở Thiểm Tây từ 5 ngày qua. Mưa lớn chủ yếu tập trung ở phía nam, phía bắc Thiểm Tây, phía tây bắc Quan Trung, khu vực trung tâm và phía tây của Nam Thiểm Tây. Trong số đó, quận Trường Ngô nhận được lượng mưa 141,0mm, ở quận Phu là 111,4mm, phá vỡ kỷ lục kể từ năm 1961, lượng mưa hàng ngày cực đoan trong cùng kỳ vào tháng này. Cục khí tượng tỉnh Thiểm Tây đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp đối với các thảm họa khí tượng lớn và mưa bão vào ngày 5 tháng 9 và nâng cấp lên phản ứng khẩn cấp 3 cấp vào ngày 6 tháng 9. Theo báo cáo, vào ngày 6 tháng 9, huyện Diên An của thành phố Diên An hứng chịu mưa lớn từ 90 đến 100mm gây sạt lở đất khiến 4 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Mưa lớn đổ xuống huyện Phu, nhiều con đường bị sập và ngập úng xảy ra ở quận Lị. Và lúc 7 giờ sáng ngày 6 tháng 9, một vụ lở đất xảy ra ở làng Sipo, huyện Phu và một gia đình 4 người bị chôn vùi và thiệt mạng. Thống kê cho thấy, tính đến 7 giờ ngày 6 tháng 9, hai trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến 387 thị trấn và thị trấn thuộc 10 thành phố ở Thiểm Tây. Dân số là 455.700 người, 31.300 người phải di rời khẩn cấp. 9 người thiệt mạng và 22 người bị thương do thảm họa. Trung Quốc gần đây đã phải hứng chịu những ngày mưa xối xả liên tục và lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử kéo dài hơn 1 tháng rưỡi. Dự án đập Tam Hiệp và các hệ thống của Hồ Bà Dương đã trở thành một trong những tâm điểm của thế giới bên ngoài. Cục Khí tượng Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày thứ Ba vừa qua và xác nhận rằng diện tích thân chính của Hồ Bà Dương và các vùng nước xung quanh là lớn nhất trong 10 năm qua. Một cư dân mạng đã vạch trần hiện trường trận lũ lụt ở Trung Quốc và thẳng thừng cho rằng mực nước Hồ Bà Dương siêu cao, bờ kè có thể sập bất cứ lúc nào. Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa bão cực lớn kể từ tháng 5 năm nay, gây ra thiên tai nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thuộc lưu vực sông Dương Tử. Lượng mưa trong khu vực đã vượt quá 3 lần so với những năm trước. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày thứ Ba. Lý Tiên Minh, Phó đội trưởng đội cứu hộ khẩn cấp tỉnh Giang Tây chỉ ra rằng, tính đến 21 giờ 30 phút ngày thứ Hai, theo thống kê có tổng cộng 6.424 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt kể từ ngày đầu tháng này. Thiệt hại kinh tế là 11,76 tỷ nhân dân tệ, khoảng 47 tỷ đô la Đài Loan. Trần Tương, Giám đốc Phòng Kế hoạch và Tài chính của Cục Thủy văn tỉnh Giang Tây cho biết,
việc huy động khẩn cấp khu vực Bình Hồ để thực hiện dự án làm sạch toàn diện đã giúp giảm mực nước của Hồ Bà Dương từ 20 đến 30cm một cách hiệu quả kể từ 8 giờ sáng ngày thứ Ba. Theo báo cáo của CCTV, Trung Quốc gần đây đã công bố dữ liệu và hình ảnh vệ tinh chụp từ trên không cho thấy diện tích chính của Hồ Bà Dương và các vùng nước xung quanh đạt tới 4.206 km2 vào ngày thứ Ba tuần trước, tăng khoảng 352 km2 so với diện tích vào tháng trước. Cục Khí tượng Trung Quốc chỉ ra rằng nó đạt 4.403 km2 vào ngày thứ Hai vừa qua, nhiều hơn 197 km2 so với dữ liệu vào ngày thứ Ba tuần trước và tăng 25% so với mức trung bình lịch sử là 3.510 km2 trong cùng kỳ. Nhiều con đê ở quận Bà Dương bị lũ lụt tràn vào, vùng đất ngập nước ở cửa năm nhánh sông lớn cũng bị ngập trên diện rộng, nhiều diện tích đất canh tác và làng mạc cũng bị ngập. Chu Kiến Quân, nhà nghiên cứu chính tại Viện Sông và Sinh thái, Trường Kỹ thuật Xây dựng và Thủy lợi Đại học Thanh Hoa chỉ ra rằng mùa lũ của sông Dương Tử có xu hướng 7 thăng 8 trầm. Diễn biến lũ chủ yếu tập trung ở trung và hạ lưu nam sông Dương Tử đến đầu tháng này đã dịch chuyển đi về phía Bắc và thượng lưu sông Dương Tử, có nghĩa là mùa lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử có thể trầm trọng hơn. Một cư dân mạng Trung Quốc lần lượt quay cảnh lũ lụt ở Trung Quốc. Video đăng tải trực tiếp vào ngày thứ Ba vừa qua đã đánh thẳng vào hiện trường nghiêm trọng. Anh ta thẳng thừng nói rằng mực nước Hồ Bà Dương siêu cao, bờ kè có thể sập bất cứ lúc nào. Tốc độ lũ đổ về có thể được nhìn thấy trong một lần quay màn hình và ngôi làng nhanh chóng bị nhấn chìm sau khi một con đập bị vỡ. Cư dân mạng than thở rằng tình hình không khả quan. Lũ lụt trong đất liền, mực nước ở Bà Dương, tỉnh Giang Tây dâng cao nghiêm trọng. Một con đê bị vỡ, chính quyền địa phương đã cử hàng trăm quan quân, binh sĩ túc trực trên đê, chuyển bao cát để ngăn đê bị vỡ. Cán bộ chiến sĩ xếp hàng dài đứng trên bờ kè hối hả sửa chữa. Đây là khu vực bị ngập lụt nặng ở Bà Dương, tỉnh Giang Tây. Trong đoạn kè dài 200 mét này, có 7 đến 8 điểm bị vỡ do nước chảy. Lo sợ nó sẽ mở rộng khiến kè bị vỡ, 107 cán bộ chiến sĩ đã được điều động chuyển tiếp bao cát đến vá lỗ thủng trên bờ kè. Tuy nhiên, sông Cửu Giang ở tỉnh Giang Tây đã làm vỡ đê và làm ngập trường. Các giáo viên đã cùng nhau bỏ sách vào thùng rác sạch sẽ và vận chuyển đến khu vực an toàn. Thưa quý vị, trận mưa xối xả kéo dài một tuần ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 10 triệu người ở 9 tỉnh và khu vực, với hơn 200 người chết hoặc mất tích và hơn 15 triệu người bị ảnh hưởng. Một số điểm tham quan cũng bị hư hại do mưa lớn, hàng chục nghìn du khách bị mắc kẹt và phong tỏa. Nhưng chính quyền Bắc Kinh lo ngại hơn về tác động của hạn hán và lũ lụt đối với mùa màng và tâm lý của người dân. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến thành phố Ngô Châu, Quảng Tây để thị sát, chia buồn với các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt, nhấn mạnh quần chúng nhân dân không được hoang mang sợ hãi. Nếu cứu trợ thiên tai không hiệu quả, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Bắc, An Huy và các tỉnh và khu vực khác đã tiếp tục mưa trong một tuần. Các thành phố ở các tỉnh Hồ Nam, Chiết Giang, Giang Tây, Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến cũng bị ngập lụt. Tính đến ngày 5 tháng 9, 175 người đã chết, 107 người mất tích, hơn 15 triệu người bị ảnh hưởng, một nửa trong số đó đến từ tỉnh Chiết Giang. Ngoài ra, gần 1,1 triệu người cần sơ tán trên cả nước. Hơn 260.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng, 780.000 hecta hoa màu bị tàn phá và thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 20 tỷ nhân dân tệ, khoảng 2,4 tỷ euro. Trước tình hình mưa lớn và thiên tai, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã từng đến thành phố Ngô Châu, Quảng Tây để thăm hỏi và chia buồn với các nạn nhân. Như đã thấy trong đoạn phim CCTV, anh ấy sắn quần trong một ngôi làng nơi ngôi nhà trang trại bị săn phẳng bởi lở đất, cúi xuống và làm việc với các nhân viên cứu trợ thiên tai để dọn dẹp những viên gạch đỏ trong đống đổ nát. Lý Khắc Cường lại tham dự cuộc họp để chỉ đạo công tác chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, nhấn mạnh rằng quần chúng không còn sợ hãi nữa. Nếu cứu trợ thiên tai không hiệu quả, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Chuyến thăm cấp tốc của Lý Khắc Cường đến miền Nam sau cơn mưa cho thấy sự lo lắng của chính quyền Trung ương bởi hỏa hoạn sau đợt hạn hán đầu năm sẽ tác động lớn đến mùa màng và giá lương thực, từ đó sẽ ảnh hưởng đến lạm phát, giò lương thực của người dân. Tuy nhiên, thiên tai mưa lũ được dự báo sẽ tăng cường bởi Đài Khí tượng Trung ương dự báo trong 3 ngày tới vẫn có mưa to, thậm chí có nơi mưa xối xả ở một số khu vực. Mưa xối xả cũng làm hư hỏng 15 tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ở nhiều tỉnh và khu vực. Không chỉ người dân địa phương bị ảnh hưởng mà cả khách du lịch đến Trung Quốc, hàng chục nghìn du khách bị mắc kẹt. Ngoài ra, nhiều danh lam thắng cảnh cũng biến thành vùng đất ngập nước do mưa lớn, thiệt hại nghiêm trọng. Trong số đó, Đài Ninh Thượng Thư Địa
đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia ở tỉnh Phúc Kiến, có một khu phức hợp tòa nhà rộng hơn 40.000 m2 được bảo tồn từ thời nhà Minh. Hơn 30 mét bị sập và một số ngôi nhà cánh bị sập. Nhiều đường phố ở thành phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam bị ngập đến thắt lưng, nơi ở cũ của Thẩm Tòng Văn cũng bị ngâm trong nước. Một vụ lở đất xảy ra ở Lục Sơn, một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Giang Tây. Quế Lâm, Quảng Tây bị ảnh hưởng bởi hạn hán vào đầu năm. Tuyến đường sắt từ Vũ Di Sơn đến Hạ Môn bị mưa lớn cuốn trôi. 2.000 hành khách buộc phải ở lại Vũ Di Sơn. Du lịch trong các khu vực bị ảnh hưởng dự kiến sẽ bị ảnh hưởng lớn. Thưa quý vị, những trận mưa xối xả gần đây ở Trung Quốc đại lục đã gây ra thảm họa nghiêm trọng ở lưu vực sông Dương Tử. Có tới 26 tỉnh bị ảnh hưởng đến gần 20 triệu người. Giờ đây, ngay cả Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, một đoạn sông dài 1.200 km sông đã vượt mực nước cảnh báo. Sông Dương Tử bị lũ lụt và hạn hán, cơ chế phòng ngừa và ứng phó với thiên tai đã được nâng cấp lên cấp độ 3. Thiệt hại kinh tế đã vượt quá 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 170 tỷ đài tệ. Đường ngập thành sông nhỏ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ở đất liền đang phải đối mặt với lũ lụt thảm khốc. Công an Vũ Hán, đường ở đây ngập nước và không thể đi qua, bạn có thể đi vòng quanh đại lộ Hầu Hồ không? Mưa lớn đã khiến Vũ Hán đưa ra hơn 50 cảnh báo mưa bão trong một ngày. Tại giao lộ, 6 máy bơm nước đã phải được điều động. Mưa lũ ở đại lục năm nay thật thảm khốc, với lượng mưa đáng kinh ngạc, việc xả lũ của đập Tam Hiệp khiến các thành phố ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử như kẻ thù. Trong những ngày cuối tuần, mực nước của đập Tam Hiệp đã vượt giới hạn kiểm soát lũ. Sau khi bắt đầu xả lũ, mực nước ở Trung và Hạ Lưu trở nên khẩn cấp. Đến nay, có 158 con sông trong đất liền và mực nước đã vượt quá mức cảnh báo. Hồ Động Đình ở tỉnh Hồ Nam cũng đã vượt mực nước cảnh báo. Tân Bình, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn nước Hồ Động Đình ở tỉnh Hồ Nam cho hay, do dòng nước từ sông Dương Tử đổ vào, toàn bộ khu vực Hồ Động Đình, đặc biệt là Nam Động Đình và Đông Động Đình có thể vẫn ở trong tình trạng siêu báo động trong tuần tới hoặc lâu hơn. Tình trạng ngập úng ở tỉnh Hồ Bắc là nghiêm trọng. Lính cứu hỏa so với cư dân ở Hoàng Cương, Hồ Bắc cho biết, có ai ở tầng 1 không? Tầng 1 bị ngập nước, một số người ở tỉnh Giang Tây vừa khóc vừa rút lui. Người phụ nữ ngồi xổm trong tủ cao ở nhà, chờ đợi cứu hỏa cả đêm và không thể kìm được nước mắt khi nhìn thấy lính cứu hộ. Người dân bị mắc kẹt ở tỉnh Giang Tây nói với lính cứu hỏa, bên ngoài nước quá cao, tôi không dám ra ngoài được. Ở Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây trước đây có một đoạn đường ngập nước, nhưng hiện tại nó đã chìm hoàn toàn trong nước và trở thành đường hồ nước. Còn tại thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây, hứng chịu trận mưa lớn trong đêm, hầu như toàn bộ ô tô đều chìm trong nước. Người dân ở Giang Tô chứng kiến thậm chí nắp cống cũng bị nước đẩy ra. Một người dân ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô nói, khi lái xe đến nơi này, tôi thấy phần trên của nắp cống bị lật, cách khoảng 1m đến 2m, nước không ngừng từ bên dưới tràn lên, thiên tai có thể vẫn chưa kết thúc. Tại tỉnh An Huy dự đoán rằng sẽ có nhiều trận mưa xối xả hơn trong tuần tới. Diêu Thần, trưởng dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh An Huy cho biết, nói chung, lượng mưa tích lũy trên bề mặt có thể lên tới hơn 150mm và ở một số khu vực có thể lên tới 260-350mm, Trung và Thượng Lưu sông Dương Tử cũng bị lũ lụt hàng năm. Một người dân quận Giang Tân, thành phố Trùng Khánh nói với phóng viên, đây là lúc mới bắt đầu lên, chưa phải lúc ngập lụt. Nhưng vấn đề là mương thoát nước đã nhiều năm không được nạo vét và nó đã đầy rác từ lâu. Một người dân ở quận Giang Tân, thành phố Trùng Khánh cũng cho biết, gạch lát, rác thải từ việc sửa nhà đều bị đổ xuống sông, từ trên cầu có thể nhìn thấy. Có tới 26 tỉnh, gần 20 triệu người đã trở thành hộ dân vùng thiên tai, huyết mạch kinh tế của sông Dương Tử, nhưng giờ đây nó đã trở thành khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại kinh tế hơn 41,64 tỷ nhân dân tệ, khoảng 173,6 tỷ đài tệ. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc kể từ cuối tháng trước vẫn đang tiếp diễn, với trận mưa xối xả trong 2 ngày qua, Vũ Hán, thành phố lớn nhất ở miền Trung Trung Quốc, đã hứng chịu tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Các nhà chức trách đã liên tiếp nâng mức cảnh báo mưa lớn và nước thải lên mức cao nhất, đồng thời các chuyên gia cũng cảnh báo rằng mưa sẽ không ngừng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tác động của trận lụt này không vượt quá tác động của trận lũ sông Dương Tử thảm khốc năm 1998. Theo số liệu vừa qua cho thấy, lũ lụt đã khiến ít nhất 170 người thiệt mạng trên cả nước, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 38,16 tỷ nhân dân tệ. Thủ tướng Lý Khắc Cường của Quốc vụ viện cũng đã đích thân đến Vũ Hán và chỉ đạo công tác cứu hộ khẩn cấp tại địa điểm quan trung.
Vũ Hán, nằm ở trung lưu sông Dương Tử, là một trong những thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất lần này. Theo dữ liệu giám sát từ cơ quan khí tượng địa phương, từ 20 giờ ngày thứ hai tuần trước đến 10 giờ ngày thứ hai tuần này, lượng mưa tích lũy ở Vũ Hán đã đạt 560,5mm, phá vỡ lượng mưa liên tục hàng tuần tối đa kể từ hồ sơ khí tượng của chính Vũ Hán. Trong trận lụt thảm khốc năm 1998, lượng mưa hàng tuần tối đa chỉ là 538,5mm. Cuộc sống của người dân Vũ Hán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Riêng những điểm ngập nước, các phương tiện không thể qua lại, tính đến 12 giờ trưa ngày thứ hai đã có hơn 192 điểm. Trong số 413 tuyến xe buýt của thành phố, hơn 230 tuyến đã ngừng hoạt động, một số ga tàu điện ngầm ngập trong nước như thác đổ xuống. Hoạt động của các tuyến từng bị ảnh hưởng, nhiều chuyến tàu cũng bị tạm dừng. Trên đại lộ Giản Phương ở Hán Khẩu, lũ thậm chí còn tràn qua cầu cạn và một lượng lớn phương tiện bị mắc kẹt trên đó. Thiên tai thứ cấp do lũ lụt cũng liên tục xảy ra. Tại khu chung cư mà người đàn ông 50 tuổi sinh sống, nước lũ ngập hành lang, người đàn ông bị nghi điện giật tử vong do giò dây điện rơi xuống nước tại hiện trường. Chính quyền thành phố Vũ Hán đã ban hành thông báo khẩn cấp, nhắc nhở người dân hạn chế ra ngoài và chú ý đường dây điện, cây cối đường phố. Các trường tiểu học và trung học trên địa bàn thành phố cũng đã bị đình chỉ. Theo Cục Khí tượng Trung ương, mưa ở Vũ Hán sẽ không tạnh trong thời gian ngắn. Dự báo mưa dông lớn ở Hồ Bắc và các nơi khác sẽ tiếp tục kéo dài đến 20 giờ tối ngày thứ ba. Trong vài ngày tới, lưu vực Tứ Xuyên ở thượng nguồn sông Dương Tử sẽ xuất hiện mưa, gây ra mưa lớn. Tác động chồng chất của lượng mưa ở thượng nguồn và hạ lưu và tình hình lũ lụt sẽ chỉ tồi tệ hơn. Tuy nhiên, theo tờ tin tức Bắc Kinh, mặc dù lượng mưa lần này gần bằng trận lụt thảm khốc năm 1998, nhưng nó là trận lụt trên toàn lưu vực năm 1998 và lượng mưa năm nay rải rác hơn. Lý Kinh, giáo sư tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh tin rằng chính quyền đã áp dụng một loạt các biện pháp giảm thiểu thảm họa kỹ thuật và phi kỹ thuật, đồng thời thiết lập một hệ thống phòng ngừa và giảm nhẹ thảm họa hoàn chỉnh hơn. Một loạt các dự án kiểm soát lũ lụt do Tam Hiệp đại diện sẽ có thể đảm bảo chống lũ lụt, ngay cả khi có trận lũ lụt như năm 1998. Cá nhân tôi nghĩ rằng không thể xảy ra tình trạng thiên tai như cũ. Ngoài Vũ Hán, tình trạng lũ lụt ở các khu vực mưa bão phía Nam khác cũng diễn ra nghiêm trọng. Theo Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán quốc gia, kể từ ngày thứ ba tuần trước tại 5 tỉnh ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đã xảy ra 733 vụ vỡ đê các loại, trong đó có 3 tuyến đê chính của sông Trường Giang và 730 tuyến đê khác. Tính đến 14 giờ ngày thứ hai vừa qua, ngoại trừ đoạn cảng Hoàng Thạch, mực nước dòng chính từ Kiến Lý đến Nam Kinh của sông Dương Tử đã vượt mức cảnh báo. Đoạn nghiêm trọng nhất của sông đã vượt mức nước cảnh báo hơn 1 mét. Mưa lớn trên đất liền đã khiến mực nước ở lưu vực sông Dương Tử tăng vọt và bờ sông bị vỡ. Việc kiểm soát lũ lụt của Giang Tây đã bước vào trạng thái khắc nghiệt nhất, cho phép Hồ Bà Dương làm mới kỷ lục mực nước vào năm 1998 và Hồ Bà Dương vẫn đang tiếp tục lên nhanh. Đánh giá từ các hình ảnh giám sát vệ tinh, diện tích mặt nước chính đã nhanh chóng mở rộng trong vòng 6 ngày, đạt diện tích lớn nhất ở 10 năm. Các nạn nhân ở Giang Tây phải thốt lên: ô, thật khủng khiếp, tòa nhà dân cư 4 tầng đổ sập. Một nạn nhân ở Giang Tây cho biết, mất cả rồi, mất sạch rồi, không còn gì cả, mọi thứ đều bị lũ cuốn trôi. Trận lũ 20 năm mới có một lần khiến mực nước Hồ Bà Dương dâng cao, đê vỡ, lũ tràn vào đường phố Tiên Phong, Hồ Bắc. Lực lượng cứu hộ ngay lập tức được tổ chức và 14 nạn nhân bị mắc kẹt đã được giải cứu. Ở An Huy cũng đang bị ngập lụt, nước ngập đến ngực, lực lượng cứu hộ chèo thuyền cao su vào vùng thiên tai. Phóng viên CCTV cho biết, hiện tại chúng tôi cách địa điểm cứu hộ rất xa, vì theo chúng tôi được biết, chỉ có một con đường làng để cứu hộ, tương đối xa và hẹp. Mưa xối xả liên tục khiến mực nước Hồ Bà Dương phá kỷ lục trước đó là 22,52m được lập vào năm 1998, tăng vọt lên mức cao nhất của hồ nước ngọt lớn nhất đại lục. Mực nước Hồ Bà Dương vẫn đang tiếp tục tăng. Đánh giá từ các hình ảnh giám sát vệ tinh, diện tích mặt nước chính của Hồ Po Yang đã mở rộng thêm 352 km2, đạt 4.206 km2, lớn nhất trong 10 năm qua. Những người thực hiện đoạn video cho biết, trước đây mực nước không thể cao như vậy. Trước đó có thể nhìn thấy bờ biển từ cả hai phía và trước đây toàn bộ khu vực này khá nhỏ. Lũ lụt đã vượt qua mức cảnh báo an toàn. Hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Trung tâm Phòng thủ Quốc gia Đại lục đã phát động ứng phó khẩn cấp 14 lần liên tiếp, khẩn cấp gửi hàng cứu trợ và chỉ định các trường tiểu học làm nơi trú ẩn cho các nạn nhân.
chính quyền Bắc Kinh cho biết 23 tỉnh và khu vực hành chính bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, ảnh hưởng đến hơn 17 triệu người và 20 triệu người buộc phải sơ tán, hơn 30 ngày đóng cửa và bây giờ đã trở thành một khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng. Lũ lụt ở Trung Quốc đại lục gây thiệt hại kinh tế ít nhất 165 triệu đô la Mỹ, tương đương 4,9 tỷ đài tệ. Lý do tại sao lũ lụt nghiêm trọng như vậy, theo phân tích của CCTV, chủ yếu là do đầu tháng này. Video phân tích trên Internet cho hay nhiệt độ cao 37,8 độ vừa được ghi nhận ở vòng Bắc Cực với sự nóng lên toàn cầu. El Nino và các yếu tố khí hậu khác ngày càng trở nên nghiêm trọng. Điều này đã làm tăng cường độ lũ lụt. Cùng với sự tàn phá thảm thực vật rừng ở lưu vực sông Dương Tử, tình trạng xói mòn đất nghiêm trọng bồi lắng ở trung và hạ lưu, lòng sông cao hơn cũng đẩy nhanh tốc độ tích tụ lũ. Thưa quý vị, trung và hạ lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc đại lục đã bị lũ lụt hoành hành trong vài ngày qua. Hồ chứa Tân An Giang ở Chiết Giang được gọi là Hồ Nghìn Đảo, lần đầu tiên xả lũ 9 lỗ thời gian trong 9 năm. Kết quả là các thành phố hạ lưu đã bị ngập lụt. Đồng thời, trận lụt này đã làm nổi bật rất nhiều khiếm khuyết xây dựng của tòa nhà. Tòa nhà cao nhất ở Thượng Hải được phát hiện bị rò rỉ nghiêm trọng dưới tầng 60 và một cây cầu ở Giang Tây bị một con tàu mất kiểm soát đâm phải và sập ngay tại chỗ. Tàu cát sỏi vô tình va vào trụ cầu, nhưng cú va chạm đã khiến cầu bị tách làm đôi và rơi xuống sông. Cảnh tượng ly kỳ này xảy ra ở Bà Dương, Giang Tây sau khi thuyền chở cát sỏi đã đâm vào trụ cầu bị gãy. Quan chức địa phương cho biết chiếc thuyền này bị lệch khi đi qua trụ cầu do hôm đó nước sông chảy xiết. Chất lượng xây dựng của trụ cầu có thể vẫn cần phải được điều tra. Tương tự ở Giang Tây, nước sông dâng cao do mưa lớn trong nhiều ngày. Và khi người dân chuẩn bị sơ tán, toàn bộ tòa nhà phía sau đã đổ sập trong vòng chưa đầy 5 giây và bị lũ nuốt chừng. Nhưng điều rắc rối hơn bây giờ là hồ chứa Tân An Giang, hồ chứa lớn nhất ở miền đông Trung Quốc, mưa lớn vẫn không ngớt, mực nước đã vượt quá mức cảnh báo. Một người đưa tin đại lục, sau khi mở cổng, nước sẽ dọc theo sông Tân An, sông Phúc Xuân và sông Tiền Đường chảy xuống, đi qua Kiến Đức, Đồng Lộc và Phụ Dương. Mực nước ở ba huyện và quận này sẽ tăng lên đáng kể. Do đó, khu vực hạ lưu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Chỉ riêng ở thành phố Kiến Đức, ít nhất 300.000 người đã bị ảnh hưởng và thiệt hại ban đầu ước tính lên tới 124 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Chu Cừ, khu tự trị Tây Tạng Gannan, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, số người chết đã tăng lên 127 người, hơn 2.000 người mất tích và ước tính 50.000 người bị ảnh hưởng. Theo Reuters chỉ ra rằng, Lý Khắc Cường đã yêu cầu chính quyền địa phương cứu mạng sống bằng mọi giá. Trận lở đất đã chặn sông Bài Long, một nhánh của thượng nguồn sông Gia Lăng tạo thành một hồ nước, một nửa thị trấn của huyện và một ngôi làng bị nhấn chìm. Hệ thống điện, giao thông và thông tin liên lạc trong khu vực đô thị bị gián đoạn. Huyện Châu Cừ có tổng cộng 135.000 cư dân và 19.000 người đã được sơ tán. Lực lượng cứu hộ hiện đang nỗ lực hết sức để giải cứu 2.000 người có mất tích. 1/3 quận Châu Cừ là người Tây Tạng. Reuters chỉ ra rằng Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đã yêu cầu chính quyền địa phương cứu mạng sống bằng mọi giá. Chính quyền đã điều động 2.800 binh sĩ và hơn 100 bác sĩ, y tá đến khu vực thiên tai để cứu hộ. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do lở đất chặn đường. Được biết, lũ lụt đã nhấn chìm một nửa quận Châu Cừ, nhà của cư dân sống trên 3 tầng bị nhấn chìm và một cơ sở bảo tồn nước gần đó bị lũ phá hủy. Một cư dân của huyện Châu Cừ nói với Reuters rằng đã có một cơn bão mạnh và sau đó là một trận lở đất nghiêm trọng. Một thảm họa lở đất thảm khốc đã xảy ra tại huyện Châu Cừ, tỉnh Cam Túc. Tổ chức eo biển Đài Loan đã gửi thư chia buồn tới Ararat, Đại Lục vào ngày 7 tháng 9, bày tỏ sự chia buồn và lo lắng sâu sắc nhất. Thư chia buồn bày tỏ sự cảm thông trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân đất liền do thiên tai gây ra và bày tỏ lời chia buồn và quan ngại sâu sắc nhất của chúng tôi thay mặt cho Đài Loan. Áp lực lũ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vẫn còn rất cao. Theo Tân Hoa Xã, từ đêm thứ 6 đến đêm thứ 7 sẽ có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ ở khu vực miền Trung và miền Nam tỉnh Cát Lâm. Hiện mực nước nhiều nơi dọc sông Tùng Hoa thứ 2 đã vượt mức báo động, tình hình chống lũ khá gay gắt. Đài quan sát khí tượng tỉnh Cát Lâm đã nâng cảnh báo mưa bão màu xanh lên cảnh báo màu vàng vào lúc 5 giờ ngày thứ 6. Dự kiến từ đêm thứ 6 đến rạng sáng thứ 7, phía Đông và Nam Tùng Nguyên, Trường Xuân, Tứ Bình, Liêu Nguyên, Cát Lâm, phía Bắc Thông Hóa sẽ có mưa lớn, có nơi cao khả năng xảy ra lũ lụt và tai biến địa chất. Tỉnh Cát Lâm hứng chịu mưa lớn kể từ tuần trước khiến mực nước sông Tùng Hoa dâng cao mạnh.
Gần một nửa trong số 100.000 ha đất canh tác ở huyện Nông An nằm dọc theo sông Tùng Hoa thứ hai đã bị ngập lụt và 40.000 người ở 4 thị trấn, 16 ngôi làng và 73 ngôi làng tự nhiên bị đe dọa. Chính phủ Trung Quốc ngày 7 tháng 9 cho biết số người chết hoặc mất tích do lũ lụt trên cả nước đã lên tới gần 1.700 người, đồng thời cảnh báo tình hình có thể tồi tệ hơn. Các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam của Trung Quốc đã phải hứng chịu những trận mưa lớn trong mùa hè, trận lũ tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua. Mưa lớn cũng gây ra lở đất và cắt đứt đường giao thông, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tờ China Daily tiếng Anh ngày 6 tháng 9 đưa tin những hòn đảo rác khổng lồ trôi nổi tích tụ do mưa xối xả và lũ lụt có thể phá sập một cây cầu ở Trung Quốc và làm tắc nghẽn hai hồ chứa lớn. Báo cáo chỉ ra rằng đảo nổi rác có diện tích 15.000 m2 đã trôi đến địa phận thành phố Bạch Sơn phía đông bắc tỉnh Cát Lâm và dừng lại dưới một cây cầu chặn dòng nước. Các quan chức lo ngại rằng nếu các đội không dọn rác, nước lũ mới có thể làm sập các cây cầu và chặn các cửa của hồ chứa Vân Phong nếu hòn đảo chảy về phía hạ lưu. Các nhà chức trách hiện đang làm hết sức mình để loại bỏ rác. Tân Hoa Xã dẫn lời cảnh sát cho biết các nhân viên liên quan hiện đã dọn sạch 40 xe rác, nhưng số rác còn lại có thể vẫn cần 200 xe tải mới có thể bốc hết. Ngoài lũ lụt, nắng nóng khắc nghiệt cũng đang hoành hành khắp các tỉnh của Trung Quốc. Vào thứ Tư, 34 quận và thành phố ở Giang Tây đã trải qua nhiệt độ khắc nghiệt trên 40 độ C. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây một lần nữa đưa ra cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao. Đây cũng là mức cảnh báo nhiệt độ cao nhất mà tỉnh Giang Tây đưa ra trong 2 ngày liên tiếp trong năm nay. Theo Cục Khí tượng tỉnh Giang Tây, ngày thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất tại các trạm thời tiết ở 86 huyện, thành phố thuộc tỉnh Giang Tây đều vượt quá 37 độ C, trong đó 34 huyện, thành phố có nhiệt độ tối đa trên 40 độ C, với quận Tứ Xuyên ở mức cao nhất là 41,2 độ C. Được biết, vào cuối tháng trước, hầu hết các khu vực của tỉnh Giang Tây đều trải qua thời tiết nắng nóng và nhiệt độ cao. Sau khi bước sang tháng này, toàn tỉnh Giang Tây lại trải qua nhiệt độ cao kéo dài. Trong đó, vùng nhiệt độ cao có nhiệt độ mặt đất trên 50 độ C, có diện tích 2,162 triệu ha, tập trung chủ yếu ở vùng cát, ven đô thị và các dòng sông. Diện tích vùng nhiệt độ cao có nhiệt độ mặt đất 45 độ C đến 50 độ C, có diện tích 9,182 triệu ha, chủ yếu tập trung ở Tây An, khu đô thị hoặc vùng đất khô cằn ở trung tâm thành phố. Khu vực nhiệt độ mặt đất cao 40 độ C đến 45 độ C có diện tích 66,169 triệu ha, chủ yếu nằm trong diện tích đất canh tác của toàn tỉnh. Đồng thời, nhiệt độ cao liên tục đã làm tăng mạnh nhu cầu sử dụng điện của người dân và phụ tải điện của lưới điện Giang Tây liên tục đạt mức cao mới. Vào lúc 11 giờ 21 phút ngày thứ Sáu, phụ tải điện của lưới điện Giang Tây đạt 11,33 triệu kW. Đây là lần thứ ba trong mùa hè này đạt mức cao kỷ lục. Đây cũng là lần đầu tiên phụ tải điện của lưới điện Giang Tây vượt quá 11 triệu kW. Thưa quý vị, vừa qua, hơn 400 mét đê ở sông Phúc Hòa ở Giang Tây, Trung Quốc bị vỡ, đe dọa sự an toàn của 140.000 người ở hạ lưu. Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, mưa lớn nhiều ngày ở tỉnh Giang Tây đã gây ra lũ lụt. Chỗ vỡ bờ kè ở Giang Tây đã mở rộng ra hơn 400 mét vào sáng ngày 7 tháng 9, tổng cộng 140.000 người bị lũ đe dọa và 35.000 người đã phải sơ tán. Hiện 35.000 người đã được chuyển đi an toàn, 65.000 người lánh nạn gần đó. Sau sự cố vỡ đê sông Phúc Hòa, con sông lớn thứ hai ở Giang Tây, chính quyền tỉnh Giang Tây đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1. Đây là cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cao nhất. Cũng có thông tin cho rằng 175 người đã thiệt mạng trong lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc. Tính đến 11 giờ ngày thứ Sáu, mưa lớn và lũ lụt ở Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh và các nơi khác đã khiến 25,147 triệu người bị ảnh hưởng, 1,714 triệu người phải di rời khẩn cấp, 175 người thiệt mạng và 107 người thiệt mạng và mất tích. Thưa quý vị, đại lục đã trải qua mưa lớn trong gần một tháng, lũ lụt hoành hành khắp nơi ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử, thậm chí diện tích mặt nước của Hồ Bà Dương đã đạt mức lớn nhất trong 10 năm qua. Cửa hồ từ 5 nhánh sông chính đều trực tiếp bị nhấn chìm, diện tích vẫn đang mở rộng. Mực nước Hồ Bà Dương đã phá vỡ con số lịch sử cao nhất kể từ khi đại lục có ghi chép thủy văn. Thiên tai kéo dài cũng khiến nhiều con đê ở Bà Dương bị vỡ. Những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cho biết bây giờ tầng 1 sẽ bị ngập và tầng 1 sẽ bị nhấn chìm. Chúng tôi ở đây không thể làm bất cứ điều gì để giải cứu họ.
hồ Poyang cao hơn một tầng nằm ở trung và hạ lưu sông Dương Tử là cấp bách và khẩn cấp. Với mực nước vượt mức cao kỷ lục và một đợt mưa xối xả ập đến, Bà Dương, Giang Tây đang trải qua trận lụt tồi tệ nhất trong 20 năm qua. Mực nước hồ Bà Dương đã phá kỷ lục 22 năm và diện tích vùng biển gần đó đã đạt mức lớn nhất trong 10 năm. Nhìn vào hai bản đồ giám sát vệ tinh này, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, diện tích mặt nước của hồ Bà Dương đã tăng thêm 352 km2. Nơi đây đang đối mặt với tình trạng kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 1998. Thiên tai kéo dài cũng khiến nhiều công trình bị các con đê ở Bà Dương làm sụp đổ. Trung Quốc đại lục đã huy động toàn lực để cứu tuyến phòng thủ cuối cùng ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Theo luật kiểm soát lũ lụt, chính quyền địa phương yêu cầu tất cả 185 hồ trong tỉnh phải chuyển nước lũ từ tất cả các con đê đơn lẻ được sử dụng để nuôi trồng khi mực nước thấp. Tô Tư Bằng, Giám đốc trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Thượng Đình cho biết, chúng tôi đã chủ động mở các cửa xả lũ để giảm áp lực cho hồ Bà Dương. Huyện của chúng tôi có 11 con đê một chiều, có thể làm giảm lượng nước của hồ Bà Dương khoảng 200 triệu mét khối. Tôi e rằng tốc độ phân lũ sẽ không theo kịp tốc độ của nước. Theo dữ liệu của Cục Bảo tồn nước tỉnh Giang Tây, tính đến ngày thứ ba, hồ sơ hồ Bà Dương do nhiều trạm thủy điện đo được đã vượt mức lịch sử năm 1998 là 22,52 m, mực nước cảnh báo là 19,5 m, nước lũ dâng cao tràn đê gây ngập làng, tình hình lũ lụt rất nguy hiểm. Kể từ đầu mùa lũ, các trận mưa xối xả liên tục xảy ra ở Trung Quốc đại lục. Số liệu mới nhất cho thấy 433 con sông trên khắp đại lục đã vượt quá mực nước cảnh báo. Mực nước hồ Bà Dương đã phá kỷ lục 22 năm. Diện tích hồ đã đạt lớn nhất trong 10 năm. Thảm họa lũ lụt đã khiến tổng cộng 37,89 triệu người ở 27 tỉnh khu tự trị và thành phố bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 82,2 tỷ nhân dân tệ. Trước mặt tôi là lưu vực sông Tú Hà thuộc hệ thống dẫn nước hồ Bà Dương. Lũ xối xả đã cuốn trôi bờ kè và tràn về làng trong tích tắc. Lính cứu hỏa ở Cửu Giang, Giang Tây thông báo, mọi người chú ý, lũ sắp đến rồi. Ngôi nhà trở thành nơi không an toàn nhất, cả làng mang theo đồ đạc đơn giản chạy trốn qua đêm cùng lính cứu hộ. Lính cứu hộ ở Cửu Giang, Giang Tây kêu gọi mọi người, mau lên, nhanh lên, đi thôi. Người đi xe máy, người đi ô tô, nửa đêm con đường duy nhất ngoài thôn kẹt cứng xe. Tử Vệ Minh, Tổng thư ký của trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Giang Tây nói, bị ảnh hưởng bởi trận lụt siêu lịch sử ở Hồ Bà Dương, công tác kiểm soát lũ lụt ở Giang Tây của chúng tôi đã bước vào giai đoạn quan trọng và khó khăn nhất. Đắp bao cát để ổn định bờ kè. Vào thời điểm này, mực nước của Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc đã vượt qua mức 22,53 m, được đánh dấu màu đỏ vào năm 1998. Hình ảnh quan trắc vệ tinh cho thấy diện tích hồ đã mở rộng 20% so với mức trung bình những năm trước. Đây là mức lớn nhất trong 10 năm qua. Một đoạn đê dài 80 m đã bị vỡ ở kè hồ Bà Dương và quân đội đã làm việc 24 giờ một ngày để lấp lại. Chỉ huy vá hồ Bà Dương trước đây cứ 20 xe cát sỏi tiến thêm 1 m, nhưng hiện tại chúng đã đến điểm sâu nhất của khoảng cách. Cứ mỗi mét tiến lên cần 40 phương tiện, không chỉ hồ Bà Dương mà còn hồ Động Đình, hồ Thái Hồ cũng vượt mức nước cảnh báo, thậm chí mức siêu báo động ở hồ Thái Hồ thậm chí đã kéo dài 15 ngày. Người dẫn chương trình CCTV nói, mực nước của hồ Bà Dương sẽ tiếp tục dâng cao trong vài ngày tới và khu vực ngập nước sẽ dần mở rộng, tin tức CCTV cho biết. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán thị trấn Giang Châu đã đưa ra thông báo sơ tán. Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi trước ngày thứ ba và người già trên 65 tuổi cũng như người ốm yếu, người tàn tật sẽ được sơ tán theo từng đợt. Cư dân dưới 65 tuổi không được phép sơ tán và phải ở lại để làm việc trên bờ kè. Một số cụ già không thuộc lứa tuổi này đã đặc biệt viết chiến thư này, ấn dấu tay đỏ và tình nguyện ở lại hỗ trợ công tác chống lũ. Lính cứu hộ đã nhảy xuống dòng sông chảy xiết để bơi sang nhà máy đối diện và giải cứu một công nhân bị mắc kẹt. Con đường quốc lộ dài 60 m ở A3 Tứ Xuyên bất ngờ bị sụt lún với một tiếng nổ lớn. Mặt đường sụt lở tạo thành một lỗ lớn, bên dưới là dòng sông chảy xiết. Tại Trung Quốc đại lục cho đến nay, gần 34 triệu người tại ít nhất 27 tỉnh và thành phố đã bị ảnh hưởng, với thiệt hại kinh tế trực tiếp là 82,2 tỷ nhân dân tệ. Tin tức TVB đưa tin, Đài quan sát khí tượng Trung ương đại lục dự đoán rằng trong 3 ngày tới, vành đai mưa chính sẽ ảnh hưởng đến phía Nam và Trung và hạ lưu sông Dương Tử, có thể gây ra những thảm họa khác.
mưa lớn sẽ tiếp tục, nhưng theo thống kê của Cục Bảo tồn nước, đã có 433 con sông trên cả nước vượt quá mức cảnh báo và 19 trong số đó thậm chí còn vượt quá giá trị cực trị lịch sử. Đỉnh lũ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử dự kiến sẽ đến Vũ Hán trong 2 hoặc 3 ngày tới.